từng đàn cò trắng bay trên cánh đồng vàng. Ngày mùa đã đến rền vang, thương bàn tay cô gái hiền hoàng. Người quê tôi thiện lương, khoáng chi nhiều một nắng hai sương. Về đây nghe em hát cải lương, mấy câu ân tình sông nước miệt dương. Xuôi về miền Cửu Long Giang, ngày hắn trên dòng sông bạc ngàn. Tiếng hò tiếng hát nhằm quang, nghe thiết tha niềm vui chứa chan. Anh thấy quê mình không anh là lắm ở nhà. Thú vị thân mến, đây là Tiến Tới và là một người con của miền sông nước. Dạ. Thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ mang đến một ca khúc âm hưởng miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi chú. Đoán là vậy. Bài hát mang tên là gì? Dạ hôm nay con đến với chương trình thì con xin phép được hát bài hát Xuôi Dòng Cửu Long. Xuôi Dòng Cửu Long là bài này là ai sáng tác? Dạ bài này là sáng tác của bạn Diệu Kiên. À dạ. Thì chú có biết Diệu Kiên là một bạn bạn nhỏ, bạn trẻ cũng là hát nhạc âm hưởng miền Tây. Và đợt trước thì có hát song ca với chị Phương Thanh. Dạ. Và được rất nhiều người yêu mến sau cái clip đó. Cho nên ngày hôm nay cũng mong là Tiến Tới chúng ta sẽ hát bằng cả trái tim. Dạ. Thì khán giả sẽ luôn mở cái vòng tay với mình. Dạ. Nha. Dạ. Thật hay. Và trước khi mình hát thì chắc chắn sẽ có một clip về nhân vật bí ẩn bên kia bức tường. Và nhiệm vụ của mình là nghe và phân tích theo những gì hai người bạn bên dưới phân tích cho mình. Và dĩ nhiên họ sẽ chưa chắc là nói đúng. Bởi vì họ làm một cách để mình sai, bởi vì mình sai thì mình không có vương miện. Và họ lên đây họ hát đúng thì họ có vương miện, họ nhận ra được người bên kia bức tường thì họ có vương miện. Dạ. Nên đôi khi mình tin cũng đừng tin quá. Quan trọng là mình nhìn được cái phản ứng của họ khi nhân vật bí ẩn kia mở mặt nạ thì mình biết họ thật hay không thật. Dạ, con hiểu rồi chú. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng xem clip ngay sau đây. Ước mơ không làm ca sĩ 10 năm. Tài năng xinh đẹp. Đám cưới ở dưới quê. Đám cưới dưới quê. Bản đồ, một cái bản đồ. Nhưng mà hơi mờ lắm không? Một bạn, chắc chắn là một bạn ước mơ ngày xưa là không phải làm ca sĩ. Dạ. Ở miền Tây, tại vì cái đó là đồng bằng sông Cửu Long đó. Dạ. Và có hình đám cưới. Và 10 năm rồi, 10 năm là chắc là theo âm nhạc 10 năm rồi. Thì không biết là bạn này đám cưới rồi hay chưa đám cưới mà. Hay là hát nhạc đám cưới không chừng. Con cũng nghĩ vậy chú, con nghĩ là bạn này chắc sẽ xinh đẹp và hát nhạc đám cưới. Mà nhạc đám cưới thì mọi người biết là mấy năm trở lại đây là rất nhiều các bạn trẻ miền Tây hát nhạc đám cưới miền Tây luôn. Con gái, có biết nhạc miền Tây nhiều không? Dạ con ít nghe ạ. Nhưng mà có biết bài nào không? Con biết bài Yêu Là Cưới. Hát sao nè? Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm dâu. Đó, của Phát Hồ đúng không? Vâng. Đó, nhiều bạn lắm. Biết đâu đây là Phát Hồ thì như nào? Dạ. Ê, không được, tài năng xinh đẹp đâu dành cho con trai. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ là nữ. Tại vì xinh đẹp là thường thường dành cho bạn nữ. Chứ không lẽ gặp Tiến Tới, Tiến Tới bữa nay xinh đẹp quá. Kỳ lắm, đẹp trai quá thì được. Hoặc là nay đẹp nha. Chứ không nói, Tiến Tới này xinh quá. Không được đâu, kỳ lắm. Nhưng mà bạn này là không có làm ca sĩ, hình như là em có một cái câu ước là ước mơ không phải là làm ca sĩ. Ước mơ không phải là làm ca sĩ. Nhưng mà đùng cái là rẽ qua hay sao đó. Chắc là hát cover chú. Chứ cover có... Đúng rồi, nhiều khi là cover. Dạ. Hát cover thì trong đầu con bây giờ cũng chỉ con vừa suy nghĩ ra được một cái bạn là bạn Út Nhị. À có phải là cái bạn mà anh sẽ đưa em về. Dạ đúng rồi. Về làm dâu miền Tây. Dạ. Thì là xinh đẹp, hát nhạc đám cưới. Với lại ở miền Tây thì con thì mới có cái suy nghĩ là bạn Út Nhị thôi. Và bạn đó làm mới làm đám cưới hả hay sao? Đúng rồi, hát nhạc đám cưới mà cũng hình như là vừa cưới luôn chú. À vậy là trùng khớp rồi ha. Hy vọng đó là sự thật. Dạ. Bây giờ chúng tôi mời nhân vật bí ẩn số 1 xuất hiện. Đã xuất hiện với một bộ đồ màu đỏ. Đây là một bạn nam hay nữ? Một bạn nữ. Nữ. Con có thể mô tả bộ đầm cho bạn Tiến Tới nghe biết không? Bộ đầm công chúa. Không, tức nghĩa là cái bộ đầm này nhìn rất là quyền lực chứ không phải là một cô gái nhẹ nhàng. Nhưng mà đeo mặt nạ vẫn có thể đoán được là rất là xinh đẹp nha. À. Cao tầm bao nhiêu chị? Cao á. Cao. 2m mấy á. 2m mấy. Ô. Con nhìn cái dung mạo bên ngoài này con có đoán được đây là ai không? Không biết ạ. Chưa biết đúng không? Vâng. Tại vì nó che nhiều quá và cũng chưa thấy gì cả.
hy vọng là âm nhạc vang lên thì chúng ta sẽ có phân tích thêm cùng với dữ liệu của chương trình đưa ra thì đoán được đây là ai. Dạ. Sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Mời âm nhạc. Về phương Nam lắng nghe tiếng đàn bên sông, lặng nhìn đám lục bình trôi, mấy hàng dừa nghiêng mình soi bóng. Chín dòng sông đổ biển đông, như tình em thủy chung một lòng. Thương anh như sông với nước, nhớ anh nhiều như dâu nhớ tèm. Dập dìu từng đàn cò trắng bay trên cánh đồng vàng, ngày mùa đã đến rền vang, thương bàn tay cô gái hiền ngoan. Người quê tôi thiền lương, khoáng chi nhiều một nắng hai sương. Về đây nghe anh hát cải lương, mấy câu anh tình sông nước miệt dương. Cánh chim trời lượn bay bốn phương, nhớ quay về thăm mảnh đất quê hương. Người mẹ già ngày đêm nhớ thương, năm tháng dài tóc ngả màu sương. Xuôi về miền Cửu Long Giang, ngày hàng trên dòng sông bạc ngàn, tiếng hò tiếng hát nhạc khoan, nghe thiết tha niềm vui chưa chan. Anh thấy quê mình không anh, đồng lúa mấy trời ngày xanh, Cửu Long nghiêng mình đón người qua mảnh đất ân tình. Sao? Cảm giác như thế nào? Dạ, cảm giác con như là trang giấy trắng luôn chú ơi. Chưa có một cái gì trong suy nghĩ luôn. Dạ. Thế nội hai cô nương có ý kiến gì không? Nhưng mà thật sự là ngồi đây nhìn cũng không biết ai luôn. Tại vì những cái dữ liệu lúc nãy á, với lại nãy giờ nghe hát và bây giờ nhìn thấy ở đây, chị thấy nó không có liên quan nữa. Hình như đây là một cô lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Một cô lớn tuổi. Dạ. Là cỡ như thế hệ nào? Dạ em không biết, nhưng mà em thấy tóc uống lọn lọn kiểu lớn rồi đó. Cỡ cái lứa chị Phương Thanh hả? Dạ. Em nghĩ là dạ. Con gái. Con nghĩ là chị ấy vẫn còn trẻ. Còn trẻ. Nhưng mà cái giọng hình như sao á hả? Mình phân tích về giọng hát là đây là ca sĩ hay là diễn viên hài hay là như nào? Con nghĩ là ca sĩ. Em nghĩ đây không phải là ca sĩ. Tại sao? Tại vì trong cái cách xử lý nhạc, xử lý câu hát á, thì em không nghĩ là ca sĩ. Nhưng mà là diễn viên, có thể là diễn viên à. Có thể là diễn viên. Dạ. Tiến tới sao? Mình có phân tích về giọng hát nào? Chắc chắn đây là lần đầu tiên con nghe qua giọng hát này chú. Nhưng mà con cảm giác giống như là bạn chú, Vinh. Chú cũng lần đầu tiên nghe bạn này luôn á. Ở đây ai cũng lần đầu tiên hết trơn á. Dạ con cảm giác như là bạn bên bức tường là giống như là có hơi gằn giọng lại chú. Không có giống cái giọng thật của mình bình thường mình hát. Bây giờ để cho giúp cái việc mà chúng ta biết thêm về nhân vật này, chúng tôi sẽ mong muốn nhân vật bí ẩn đầu tiên mở mặt nạ. Ngồi đi con. Chết rồi, nãy giờ em có nói gì sai không ta? Nãy giờ nghe hát và bây giờ nhìn thấy ở đây, chị thấy nó không có liên quan nữa. Hình như đây là một cô lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Một cô lớn tuổi. Dạ, tóc uống lọn lọn kiểu lớn rồi đó. Em có nói gì sai đâu, chỉ là nó không đúng thôi. Nói chuyện đi, xưng hô cho đúng nha. Dạ con chào con chào cô bên bức tường. Chào cô bên bức tường nha. Không biết là con xưng hô có đúng chưa cô? Cô nghe. Đúng rồi đó con. Mình hỏi về thể loại nhạc, mình hỏi là cái lúc mà cô đỉnh cao âm nhạc của cô là năm tám mấy hay là chín mấy, rồi cô đoạt giải làng sống xanh năm nào chứ? Không biết là bình thường là cô hay hát cái dòng nhạc gì vậy cô? Thì cô cũng hát được hết trơn á. Mà cái bài, những cái thể loại mà cô tự tin nhất là thể loại gì cô? Cô tự tin hả? Dạ. Hồi nãy con nghe được hai bạn bên dưới nói là có cái dữ liệu là 10 năm á cô, thì con không biết là 10 năm ở đây là như thế nào, cô có thể giải thích giúp con không? 10 năm là 10 năm hoạt động nghệ thuật của cô á. Hỏi cô là 10 năm đó chắc là bài hát
thời đỉnh cao của cô cách đây 10 năm ví dụ vậy. Mà hát dân ca, hát nhạc quê hương miền Tây thì có ai? Đó, phân tích ra dễ mà. Bài hát của cô được mọi người yêu mến nhiều nhất là bài gì vậy cô? Trời, hỏi vậy được chơi gì nữa? Bài nào của cô cũng được yêu mến hết trơn á. Chị ơi, chị có thể cho em một số gợi ý không chị? Cái này gợi ý thật lòng dạ, nha, nếu dạ. mà em tin nha. Dạ, em đang rất tin tưởng chị luôn. Là em cũng rất là thần tượng cái bài hát của cái cô này. Cô Cẩm Ly. Thôi bây giờ ví dụ như đây là chị Tư đi ha. Dạ. Thì thích nhất bài hát nào của chị Tư? Con hay hát bài đó là bài Chim Trắng Mồ Côi. À, với lại con còn biết một cái bài là Trồng Xa nữa. Trồng Xa hát sao? Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kể người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Tôi không khẳng định đây là chị Tư. Dạ. Trường Giang không khẳng định ai hết. Dạ. Nhưng nếu mình có suy nghĩ nào thiên về những điều mình đang nghĩ, hãy hỏi vào chuyên môn âm nhạc. Cô có hay song ca với lại nhiều ca sĩ khác không cô? Cô song ca với nhiều ca sĩ lắm con ơi. Ví dụ giúp con được vài. Ví dụ vài ca sĩ đi cô. Nhiều quá cô không có nhớ. Gái, nói cho anh Tiến Tới nghe một vài điều về nhân vật này. Nhân vật này thì anh đã từng song ca rồi ạ. Gì ghê vậy? Con nói thật lòng đi, đừng có diễn xuất nữa nha. Con nói thật. Rồi con hoang mang chú ơi. Giờ cái mặt nè. Giờ tất cả dữ liệu con nãy giờ cũng như là nó tan biến rồi chú ơi. Không, người này trẻ nha. Trẻ hả? Ủa sao nãy giờ cô được chưa? Ủa gì tùm lum vậy? Chị kêu dạ. Nãy giờ nhận định của chị sai hết rồi. Đây là một ca sĩ trẻ. Tin chị không? Ban đầu chị. Em rất là tin tưởng chị luôn á. Nhưng mà hiện tại thì nó còn có... Không không, ban đầu là chị cũng là người sai luôn. Là sao? Là dạ chị cho em cái kết luận. Là một người này là trẻ. Trẻ. Là ca sĩ. Chú là không tin chị đó. Chị con cũng không tin chị luôn. Bây giờ xin hỏi là có cái tên nào chưa? Chắc là con chốt cô Cẩm Ly chú ơi. Welcome chị Tư tới chương trình Lạ Lắm à nha. Âm nhạc. Từng đàn cò trắng bay trên cánh đồng vàng. Ngày mùa đã đến rền vang, thương bàn tay cô gái hiền ngoan. Người quê tôi thiện lương, khoan chi nhiều một nắng hai sương. Về đây nghe em hát cải lương, mấy câu ân tình sông nước miệt dương. Xuôi về miền Cửu Long Giang, ngày hàng trên dòng sông bạc ngàn. Tiếng hò tiếng hát nhằn quang, nghe thiết tha niềm vui chứa chan. Anh thấy quê mình không anh. Đồng lúa mây trời ngời xanh, Cửu Long nhìn mình đón người qua mảnh đất ân tình. Ai hát trên dòng sông bạc ngàn, tiếng hò tiếng hát nhằn quang, nghe thiết tha niềm vui chứa chan. Anh thấy quê mình không anh. Đồng lúa bay trời ngời xanh, Cửu Long nghiêng mình đón người qua mảnh đất ân tình. Đây là Diệu Kiên. Chứ không phải là chị Cẩm Ly. Tại sao có thể nào nhầm lẫn mà xa xôi như vậy? Dạ tại vì cái giọng hát lúc đầu á chú là Diệu Kiên giả giọng, nên con không có một xíu nào là suy nghĩ là một bạn trẻ hết. Hai đứa mình có biết nhau trước không? Dạ có. Dạ có. Biết như thế nào? Dạ tụi con hay hát chung với nhau nhiều, đăng nhiều clip trên mạng xã hội lắm. Là giống như là Linh Hương nói là song ca với nhau. Vâng. Dạ đã từng song ca bài này với nhau trước chưa? Dạ bài này có song ca rồi á chú, song ca nhiều luôn á. Mà không nhận ra. Hồi nãy là trước khi chương trình bắt đầu, mình đứng đây mình còn có nhắc về Kiên với lại chị Phương Thanh hát song ca nhớ không? Dạ. Có nghĩa là mình song ca với một người nhưng mà họ chưa bao giờ nằm trong tim mình hết. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion